Rồi, mời em. Rồi, vô ghế luôn. Mời hai bạn mở mặt nạ ra luôn. Ôi, em chào chị. Ôi, chào em. Khỏe không em? Em khỏe. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trò chuyện nha. Ê, bây giờ em giới thiệu về bản thân mình nè, em tên gì nè? Em chào chị Cát Tường, chào bạn gái bên kia và chào toàn thể mọi người đều xem. Tên em là Ngô Văn Bắc, quê em ở ngoài Bắc. Và thứ hai nữa là bố mẹ sợ em bị lạc ở trong Nam nên đặt em tên là Bắc. À, để cho tao biết mình ở Bắc. Vâng, nếu mà có lạc thì mọi người dẫn em về Bắc. Năm nay em 29 tuổi. Nói chung là ế lắm rồi, bố mẹ giục lắm rồi. À, bây giờ vào đây làm việc hay sao bác? Vâng, em vào đây em làm việc. Rồi, đang làm công việc gì ở đâu? Em làm nhân viên thu thập thông tin. Và... thu thập thông tin là để làm gì? Thu thập thông tin của ai? Của quán tạp hóa chẳng hạn. Để em bọn em vào đếm số lượng hàng tồn và thu thập những cái thông tin đấy và cho công ty. À, nghe thu thập thông tin hết hồn. Tôi nhiều thông tin mật lắm, đừng thông thật thu thập thông tin của tôi nha. Là sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 91. Ế lắm rồi. Ế nóng rồi. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em tên là Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1991. Em đến từ Nghệ An và em là kỹ sư kinh tế xây dựng. Trời, sao cái nghề nghe men quá vậy cưng. Một cô gái dễ thương như thế này mà làm cái nghề nghe cái tên nặng quá ha, hot quá ha, được. Nhưng mà cái trường em học á, rồi cái ngành nghề em học là chị thấy cái đó là đàn ông không à, sao em ế? Chắc tại nhiều quá nên không biết là loạn luôn phải không? Ví dụ chọn một hai món còn biết ăn, còn nhiều quá hết biết ăn gì luôn. Đúng không? Chắc là cũng có nhiều chàng trai đeo đuổi lắm phải không? Cũng có, không nhiều lắm đâu ạ. Trong cái môi trường em làm có nhiều nữ không? Cũng ít thôi ạ. Có phòng kế toán là nhiều thôi, còn lại là nam chủ yếu. Điểm mạnh của điểm yếu của em là cái gì? Điểm mạnh của em nghĩ là em có tính tự lập. Còn điểm yếu thì em hơi nóng tính, hơi lì ạ. Điểm mạnh, điểm yếu là cái gì? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, tự chăm sóc dưỡng cho bản thân. Điểm yếu là hay quên. Lúc rảnh rỗi thì em thường hay làm gì? Sở thích của em? Em hay xem phim, phim hành động, phim hài. Lúc rảnh rỗi thì em hay làm gì? Em đọc sách, đi tập gym, xem phim. Vâng. Tôi tức quá, sao cô này ế được ta? Cũng giao du ra bên ngoài, tại sao ế gì? Tình trường em như thế nào? Em đã trải qua hai mối tình, dài nhất là 4 năm, chia tay cũng được 3 năm. Sau đấy chưa có quen ai tiếp. À, tại sao quen nó 4 năm rồi mà phải chia tay? Chắc tại quen lâu quá, thành xong nó xảy ra nhiều mâu thuẫn. Giờ đợt này nếu mà quen chọn được tìm mà đúng người thì em nghĩ bao lâu nữa em sẽ kết hôn? Em nghĩ từ khoảng 1 năm ạ. Sổ số liền giùm cho chị, được không được, không biết đường còn tính. Bây giờ không còn nhiều thời gian để quen lâu nữa. Còn em, khi nào em tiến tới hôn nhân được? Ngày mốt được. Ngày mốt được hả? Rồi, thế tình trường mình như thế nào? Mọi người giới thiệu em nhiều lắm. Khoảng tầm một vài tháng hoặc một năm là họ đi lấy chồng hết rồi. Sao kỳ á? Em cũng không biết, duyên em đến hầu như để cho mọi người lấy chồng. Không có một mối tình nào sâu đậm hết hả? Có một mối tình sâu đậm. Quen được bao lâu? Quen được mấy tháng. Thế sao chia tay? Do cô ấy đang đi học, đang là sinh viên. Còn sao, có vấn đề gì đâu? Em là muốn lập gia đình à, và cô ấy là sinh viên, chưa muốn. Em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em đơn giản lắm, cao 1m55 trở lên là được. Dễ thương một chút, không quan trọng là cô ấy công việc ổn định. Bây giờ cũng không biết là ổn định như thế nào. Thích người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính hay là dịu dàng, thùy mỹ, nết na? Nếu cả hai thì được, tốt quá. Cả truyền thống và hiện đại. Lúc ví dụ đi tiệc hoặc đi ấy thì hiện đại thì tốt quá, ở nhà thì lên truyền thống. Ít khôn quá ha. Dạ. Về ngoại hình? Ngoại hình thì mặt mũi tóc tai. Mũi tóc tai không quan trọng. Cái gì to? Người to à, thì phải nói rõ. Người to thì ôm không sao đấy. Tóc thì nếu mà hiện đại thì vừa vừa, tóc tém. Thích tóc tém? Dạ. Tóc tém là được. Rồi, mời em gái, em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Tinh tế một chút, biết quan tâm, chăm sóc, có chiều sâu, thông minh, kiểu vậy. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Gia trưởng ạ, vì em nghĩ là em kiểu hiện đại cho nên em nghĩ em không sống được với người gia trưởng. Nóng tính, kiểu vũ phu ạ. Thời này mà còn mấy vũ phu bắt nhốt hết cho chị. Nói nhiều mà kiểu nói linh tinh á. Nói nhiều mà vô còn duyên. Nói hài hước thì nói không thì... sao, còn nói vô duyên thì không thích. Là ba hoa khoác lắc. Về ngoại hình? Dễ nhìn là được, cao hơn em. Đương nhiên là cao hơn em rồi, cao. Bây giờ dễ nhìn là sao, chị không hiểu cái từ dễ nhìn. Dễ nhìn lắm á, nhìn đi. Đây, dễ nhìn luôn, nhìn đi. Ba cô, bốn cô, hướng về ống kính chọn một cô. Cô nào? Năm cô. Thích cô nào chỉ đi.
Anh nào? Em có đeo kính không em? Ủa, hành lý có đeo kính hả? Có đeo kính thì đây rồi. Anh nào? Đây đúng không? Tại sao chọn anh đó? Thì thấy bảo cao giáo. À, là chọn theo cái suy luận phải không? Ra chưa? Cô nào? Đây ạ, cô này ạ. Sao chọn cô đó? Thấy dễ thương hơn. Rồi, ráng cầm đi coi thương không? Rồi, và bây giờ xin mời hai bạn hãy nhìn về cửa trái tim ha. Mời hai bạn. Một, hai, ba. Đúng không? Ôi, em? Ôi, đúng. Ôi, đúng, mừng quá. Có đúng không ta? Không biết nữa chị, không biết luôn á. Hỏi ảnh coi chứ chị không biết luôn á. Đây đúng anh không ạ? Toàn. Sao ốm quá vậy? Tại lúc đấy em mới đi lính dài lên người nó đen và ốm. Cái hình nó cách đây bao lâu rồi? 4 năm rồi. 4 năm rồi, sao bây giờ tàn tạ dữ vậy? Em cũng không biết, tại em chăm sóc tốt quá. Ôi, tặng quà kìa. Tặng em món này, tay anh tự làm. Ồ, tại vì... Và cái này thì không phải anh làm mà tận tiệm làm hộ anh. Cái đó cái gì vậy em? Dạ, cái đấy là kỷ niệm em trong lính, bọn em cũng từng làm. Hai trái tim lồng ghép vào nhau ha. Tối ngủ ghim đèn vậy này làm đèn ngủ được á em. Mà nó có chớp chớp không? Có. Vậy là mất ngủ đó em, nhớ về ảnh. À, nửa đêm chớp chớp. Tặng anh cái cây đặt chỗ làm việc. Rồi, cảm ơn. Cây có ý nghĩa gì không em? Trời, sao trùng hợp dữ vậy? Sao bên đây cũng tặng trái tim, bên đây cũng tặng trái tim ta? Chắc là cùng chung một hướng rồi. Phải không? Khi mở cửa trái tim này ra thì cảm xúc đầu tiên của em là gì? Thì anh cũng dễ nhìn. Em rất hồi hộp. Hồi hộp? Sao hồi hộp? Em chọn chuẩn quà. Chọn chuẩn cái hình đó hả? Ok. Rồi, thôi bây giờ mời hai bạn sẽ có một cái không gian riêng trò chuyện với nhau một xíu, 5 phút thôi, Từ sẽ quay lại nha. Tranh thủ cái gì mà nó hỏi được là hỏi liền nha. Mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Hoàng Yến. Tường mời hai bạn thưởng thức món sườn heo Kevin, rau củ nướng và bánh cùng với trái cây của nhà hàng Hoàng Yến ha. Rồi, món ăn sườn heo Kevin này rất là lôi cuốn nè. Sườn Kevin rất là thơm, bởi vì đậm đà nè và thơm ngon nè. Thưởng thức nè, và đừng quên trò chuyện với nhau ha. 5 phút thôi, Tường quay lại nha, tranh thủ nha. Rồi, ít thế chị. Cố lên. 10 phút đi. Dẫn về nhà đi rồi tâm sự nhiều. Rồi, mời em ăn, mời chị Tường ăn ạ. Em là tham ăn nhất đấy. Trước là lính ạ. Trước mình đi lính. Bây giờ? Bây giờ là hết lính rồi. Giờ cậu ở bên Gò Vấp là ở khu đoạn nào? Chỗ Dương Quảng Hàm. Rồi, biết. Anh đang sống ở đâu ạ? Ở gần khu công nghiệp Hiệp Thành, Hóc Môn. Nếu mà có hay chịu khó đi chùa không? Lúc nào có tâm sự thì cũng có đi. Mời em ăn nhé, thưởng thức đi em xem có mùi vị có ngon không? Em là thường hay ăn cơm ở công ty hay là nấu ở nhà? Em lúc thì nấu, lúc thì em đi ăn ngoài. Anh thì 90% nấu ở nhà. Dân lính đúng không ạ? Lịch bên anh thì không được cụ thể lắm, nhưng mà thường thường cũng được nghỉ chủ nhật. Trước là anh đi lính nghĩa vụ hay sao ạ? Ừ, anh đi lính nghĩa vụ. Anh ngoài Bắc là tỉnh nào? Nãy em không nghe rõ lắm. Anh là tỉnh tỉnh Bắc Giang. Bao giờ cũng có từ Bắc. Tính anh thì thường thường là mới quen thì cũng ít nói chuyện lắm. Nhưng mà ví dụ quen rồi mà hợp thì lại thành nhây. Nhây như thế nào anh? Cũng không, giờ mô tả cũng hơi khó. Nếu quen rồi thì chúng ta sẽ biết. Em gặp người lạ em cũng... Tại không có chủ đề chung cho nên cũng không biết nói gì. Chọn, giống nhau. Anh có thích đi du lịch không? Chắc chắn là ai cũng thích cái đấy. Thích nhưng mà có cố gắng để thực hiện không chứ? Có, nếu mà có gì. Bởi vì hiện tại thì chưa có ai đi cùng. Em đi được nhiều nơi chưa? Em đi trong nước thì cũng nhiều rồi. Còn nước ngoài thì mới đi có một nước. 7 phút luôn rồi. Ưu tiên cho em, tặng em thêm 2 phút nữa luôn rồi. Nhà tâm sự được nhiều chưa? Em được chút chút rồi ạ. Nãy giờ lâu vậy mà còn chút chút nữa. Tính em e thẹn chị. Em thằng nhìn thấy bạn gái như thế nào? Có đúng gu em không? Rất dễ thương. Bạn gái có hơi men quá không? Theo ý tưởng tượng của em, tóc tém. Thích tóc tém hả? Thích ngưỡng gái năng động. Rồi, thích nhưng năng mà động. Bạn gái làm trong môi trường toàn trai không à? Chưa để ý anh nào, có khi nào không thích con trai không? Cái này về dài cảm tra. Em hỏi thử coi. Em có thích con trai không? Tất nhiên là em thích rồi, tất nhiên là em thích rồi. Đấy, chắn rồi. Ủa, em tin người vậy luôn hả? Ta nói vậy là em tin luôn hả? Tính em tin mà. Em dễ tin người nhất. Em không thích con trai thì hôm nay em nhờ chương trình kết bạn gái cho em rồi. Chúng ta về từ có những câu hỏi của chương trình. Mời hai bạn bóc một lá bài đọc lớn lên cái yêu cầu trong này. Rồi mình sẽ cùng nhau thực hiện cho nó vui.
Bạn hãy chọn thực hiện một trong hai điều sau. Một, thụt dầu 20 cái. Hai, xin phép hôn má đối phương. Ôi thế đơn giản quá, xin phép hôn má đối phương. Ờ mà xin mà bởi vì ta biết ta cho không? Làm đi. Cái này là em yêu cầu bạn nam làm á? Đúng rồi. Ủa nhưng mà em muốn thụt dầu hả? Thôi em cho anh xin hôn. Không, đâu có đâu xin đơn giản được em. Mình phải xin, phải làm sao chứ. Đi qua phải quỳ lụy đồ, năn nỉ đồ chứ đâu mà gì ai kiếm gì vậy? Kiếm đường tẩu thoát hả? Em kiếm bó hoa. Bó hoa của em đâu rồi? Bó hoa của em đâu rồi? Chứ thấy khả năng thụt dầu 20 cái cũng khá cao á. Bằng lòng làm bạn gái anh nhỉ? Trời ơi. Ê mà cái này người ta xin hôn á chứ không phải làm bạn gái. Cái này để nhấn nút đi anh. Cho anh hôn một cái rồi nhấn nút sau. Cho anh hôn một cái rồi nhấn nút sau. Tại đây không phải Paris cho nên thôi anh thụt dầu 20 cái đi. Chống đại ra. Cố gắng lên em. Thụt dầu ạ. Thụt dầu là gì? Anh cầm này này, đứng lên ngồi xuống. Càng. Ủa rồi thôi. Nhưng mà không sao, không sao. Không năn nỉ nữa hả? Em không bỏ cuộc. Em đi lính rồi mà em bỏ cuộc có mà. À ý là không bỏ cuộc, không năn nỉ xin hôn nữa hả? Không thôi, em không hôn nữa mà em chịu khó theo bạn gái. Để chứng minh mình là khỏe mạnh đúng không? À đi lính rồi mà lo gì, 20 cái. Ủa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 số đẹp luôn, số đẹp rồi. Người ta chỉ yêu cầu thụt dầu đứng lên ngồi xuống thôi. Mà em còn bonus thêm nhảy cốc nữa. Sức khỏe dẻo dài. Lính ra mà. Ý của em hơi nhầm. Ồ mà công nhận hơi thở không bị hơi dồn dập luôn. Đi bộ đội mấy năm cho nên là mấy cái này đơn giản đúng không anh? Anh chủ yếu chống đẩy thôi. Nói ra điểm bạn thích nhất và không thích nhất ở đối phương. Khó. Trời ơi, chứ người ta bắt ta thục dầu bà cũng ác lắm, không cho người ta hung ha cưng ha. Dạ. Thích thì chiều cao ạ. Hợp lý. Không thích nhất. Nói thật lòng nha. Ở đây là phải nghiêm túc. Nói lời thật lòng khó nói. Mà cũng không có gì mà không thích lắm. Thì vậy thì cái gì là cái không thích nhất ở cái ngày gặp đầu tiên này? Thấy tay anh sao có mực á. Anh lúc đấy là tay. Cũng soi kỹ quá ha. Cái này đang soi bẩn đấy chị. Thì đó, soi tiếp đi em. Cái gì không thích? Đôi mắt. Lý do đôi mắt sao không thích? Mắt này ti hí mắt lương phải không? À, người ta nói mắt lương ăn lường ở gạt. Chết cha, chắc tôi bị ném đá quá. Chị nói đùa thôi. Mắt rất dễ thương. Em cũng đâu biết giận chị. Đúng rồi, đâu có giận người vậy, đâu có giận, đâu bỏ bụng làm gì ha. Để bụng chửi chị lép nhép cho vui thôi ha. Một cơ hội cuối cùng cho em nè. Vừa mới chê em phải không? Cho em lên lại nè. Hát một bài hát tặng bạn gái trước khi bấm nút. Qua chương trình thì muốn tặng em một lời bài hát. Hát này lại hát chế. Mắt cười duyên mà. Cười mém không thấy tủ quốc luôn. Bằng lòng đi em về với quê anh. Một cánh đồng xanh thủ. Ủa một cù lao xanh chứ vậy. Ghé lời luôn hả? Bằng lòng anh xin thưa má thưa ba. Mình ngồi bên nhau trò chuyện đêm thâu. Bằng lòng anh xin thưa má thưa ba. Mình ngồi bên nhau cùng dắt nhau về. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Chàng trai rất dễ thương, sống với bạn này là không có sợ buồn đâu. Duyên đấy, cặp mắt hí cho nhìn đời thấy rõ lắm đó. Sau 3 tiếng đến với chị Tường, đồng ý bấm nút thì nhấn mạnh, không đồng ý lấy tay ra. Mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3. Một người tôi đếm mới có 2 thì bấm nút. Một người đếm 3 xong rồi 8 tháng sau mới bấm nút. Lý do sao bấm chậm vậy em? Phải suy nghĩ. Rồi sao em bấm nhanh vậy? Chưa đếm tới 3 mà phạm luật vậy? Dạ cái nút thì lỗi, em thử nút trước. Lần này thì nắm tay đàng hoàng nè. Và lần này hãy xin bạn gái hôn một nụ hôn lên để mà kỷ niệm ngày đầu tiên mình gặp nhau trong chương trình Hẹn Trưa. Bây giờ không phải là chơi game show nữa mà bên đây là thật sự một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Qua chương trình thì con muốn
xin phép hai bác ở nhà gái là cho con hôn em một nụ hôn. Hai bác thì đúng. Hai bác cho mà em nó chưa cho. Giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình ha. Họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán. Tên là Lưu Văn Thọ. Sinh ngày 19 tháng 9 1991, quê Nghệ An. Lưu Văn Thọ, 1991, Nghệ An. Đúng rồi. Rồi. Rồi, bây giờ hiện tại anh Thọ đang làm công việc gì? Em đang phục vụ trong dầu khí ở Vũng Tàu ấy. À, đang công tác dầu khí ở Vũng Tàu. Dạ. Anh có thể chia sẻ chút xíu cụ thể hơn cho em mà anh sẽ làm về cái mảng nào không? Em làm bên dịch vụ dầu khí ạ. Làm bên, là bên buôn bán hay sao? Không, dịch vụ phục vụ cho dầu khí, cho giàn khoan này. À, phục vụ cho giàn khoan rồi. Dạ. Vậy là một gia đình là mọi người vẫn đang ở Nghệ An hay là như thế nào? Có ba chị ở Vũng Tàu với lại gia đình ở Nghệ An. Có chị ở Vũng Tàu ạ. Dạ. Rồi, anh Thọ là con người như nào, có điểm mạnh, điểm yếu đi. Điểm mạnh thì em thì mỗi cái một ít thôi, không có điểm mạnh. Có chơi thể thao không? Dạ, em có anh, chơi thể thao. Thích chơi thể thao. À, thế chơi môn gì anh? Em đá bóng với lại tập thể hình. Rồi. Anh là cao mét mấy anh Thọ hay? Cao 1m68. Rồi, ok. Rồi, thế bây giờ cái điểm nào là điểm yếu mà mình cảm thấy mình chưa được trong công việc, đó là nhấn như là trong chuyện tình cảm. Yeah. Em điểm yếu thì chỉ có chắc ít nói. Ít nói về ít quan tâm đến người khác. Rồi, ít nói, ít quan tâm đến người khác. Rồi. Rồi. Tình trường của mình như nào ạ? Tình trường thì em có một mối tình mà cùng chia tay cùng lâu rồi, cùng 5-6 năm. Chia tay 5-6 năm. Thế sau khi chia tay mối tình đấy thì cũng có đi tìm hiểu nhiều người không? Cũng có tìm hiểu nhưng mà cũng không đi được đến đâu. Anh cảm thấy là lý do là sao? Chắc mình là người hơi khó gần, ít nói nên khó gần. Ít nói khó gần. Rồi. Cái mối tình mà chia tay cách đây 5-6 năm ấy là anh yêu cái chị đấy là khoảng bao nhiêu lâu? Khoảng 1.5 năm. Quen vậy cũng dài dài mà tại sao lại chia tay ha? Vì có nhiều cái nó không nhiều điểm nó không được chung đó. Là cũng cảm ví thấy dụ, không hợp. Ví dụ cụ thể. Ví dụ thì nhiều khi cái chỗ em thì lúc trước thì em muốn về quê nhưng mà bạn đó thì lại không thích về ấy. À, bạn đó cũng đang ở trong Bà Rịa luôn. Bạn đó lúc trước ở Đồng Nai. À, đó. Bạn đó không muốn về, bạn đó cũng là người Nghệ An. Về Trung, Quảng Bình. Không muốn về quê. Không cùng quan điểm cái đó, thế nên là ai là người chủ động chia tay? Bạn đó chủ động chia tay. Rồi. Ok, bây giờ anh mong muốn tìm được một người bạn gái như thế nào? Nói về ngoại hình, tính cách, tất cả mọi thứ. Ngoại hình thì bình thường là được, còn tính cách thì cũng bình thường thôi, không hiền lành là được anh. Bình thường. Rồi. Vị trí vùng miền
Thế thì cùng quê được thì càng tốt, còn không thì em muốn quen bạn ở miền Trung. Tuổi tác sao ạ? Tuổi tác thì không không đặt thành vấn đề anh. Có thí dụ bây giờ bạn gái mà có từng đổ vỡ trong hôn nhân có chấp nhận không? Không được anh, em thì vấn đề đó em thì không không quan trọng vấn đề đó. Có con có được không? Cũng được. Rồi. Ok, em cảm ơn anh Thọ nhá. Thì ngày hôm nay là cái buổi giao lưu đầu tiên, nếu mà anh được chọn vào vòng ghi hình nhé thì sẽ có biên tập làm việc nội dung kỹ hơn với anh nhá. Xong rồi mời anh lên thành phố Hồ Chí Minh ghi hình. Rồi, chào anh. Anh ơi. Dạ. Nghe. Dạ vâng, bây giờ anh tự chủ động anh giới thiệu những cái thông tin cơ bản về bản thân mình này, họ tên, ngày tháng năm sinh, hiện tại anh đang sinh sống ở đâu, công việc của anh là gì nhá. Anh có điểm mạnh điểm yếu gì cứ chủ động anh giới thiệu ạ. Là ghi hả hay là Anh nghĩ là anh giới thiệu, anh nói ạ. Bây giờ anh đang nói trực tiếp với tụi em này, tụi em đang coi anh nè. anh đang ở quê thì ở Bình Họ và Thuận. tên, dạ vâng, anh giới thiệu đi ạ. Anh chủ động giới thiệu họ và tên, anh tên là Hiền, cái gì Hiền đó, ngày tháng năm sinh như thế nào, dạ. Thì tên là Nguyễn Đăng Hiền. Dạ. Ngày 3 tháng 12 năm 1987. Rồi. Công việc hả? Hiện tại đang ở đâu? Công việc là gì? Đang ở Bà Rịa Vũng Rồi. Công việc của anh. Công việc của anh thì trước kinh tế trước trước năm trước á, thì bảo trì thư ký, nhưng mà vì nói chung là vì kinh tế nó ổn không ổn định á, cái công ty nó đóng cửa cho tạm nghỉ á, khi nào dây chuyền làm lại thì mới đi làm lại ấy. Dạ vâng, bây giờ Thì anh đang làm gì? anh là học bên bảo trì cơ khí. Dạ vâng, nhưng mà bây giờ thì tạm nghỉ rồi, thì mình đang làm công việc gì để Giờ sinh sống? đi làm thêm ở ngoài thì đi chạy Grab ấy. Chạy Grab ở Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, anh Hiền là một người như thế nào? Anh có điểm mạnh, điểm yếu gì? Anh hả? Trước đây anh cũng có đi hát kèo kéo. Còn điểm yếu hả? Điểm yếu hả? Điểm Anh yếu gì mà khiến cho mình điểm ấy, yếu hả? mình chưa có bạn gái, điểm gì mà mình cần thay đổi cho bản thân của mình? Mình kiểu là mình khó bắt chuyện, nếu mà người quen thì không nói, nhưng mà người lạ là ít khi để ý hoặc hỏi hỏi thăm lắm. Nói chung là ngại bắt chuyện với người khác. Không cởi mở hả? Sống một mình, nhưng mà sống một mình lâu nay rồi nên nó cũng quen. Rồi em hiểu. Rồi bây giờ thì để thay đổi không khí thì anh từng đi hát kẹo kéo, thế bây giờ anh hát một bài ha. Hát luôn để mà chiêu đãi chương trình đi, ekip đi. Hát dây vậy hả? Vâng, hát chay. Mấy em đã lên trên chương trình bạn muốn hẹn hò là vác cái kẹo loa kẹo kéo lên. Trời ơi, chết luôn, ngại chết. Dạ hát đi anh. Chờ anh hát trước bao nhiêu con người còn hát được, anh hát ngoài đường anh còn hát được. Lên chương trình anh hát quá ok chưa? Ủa, bài 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 gì thứ nhất ạ? bài gì ta? Bài đám cưới nha. Ok, đấy bài vui đấy. Đang tay dài ta dài nhất tình trong đêm đẹp chỉ còn hai bàn tay ngủ đang Hát to to lên anh. Chiều này anh quyết cưới em liền tay, đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lần trong tháng trầu cầu anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi vui quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, hai mình vô quý thì ngần ngày chi một hai ba nhỏ hết ly. Thôi thôi Rồi, thôi, hát nữa. ok, em cảm ơn anh. Dạ. Anh vậy thì cái chuyện tình trường của mình trước giờ là như thế nào rồi? Thì lúc biết lúc yêu anh biết yêu muộn lắm, 25 tuổi mới biết yêu mà được 2 mối tình.
Rồi, như mình kết hôn chưa? Chưa. Rồi, cái mối trong hai mối tình đấy, mối tình nào sâu đậm nhất? Mối tình đầu. Mối tình đầu sâu đậm nhất à? Bao Năm nhiêu lâu? Quen biết năm như thế nào? năm năm mới quen được. Tán cố 5 năm. Là không phải, tức là yêu nhau thì 1 năm mà 5 năm mới quen hết. Mới quên hết à? Yêu nhau 1 năm. 5 năm mới quên. Quen cô ấy ở đâu và tại sao lại chia tay? Tại hồi quen cô ta là ở Bình Dương. Ngày xưa kia đi làm công trình á, tức là ngày xưa đi nhận công trình, làm công trình xây dựng á, Dạ rồi. thì đi xa xa 5 7 bữa mới, 1 tuần 10 ngày mới về về phòng một lần, nên Rồi. người ta xa mặt cách lòng. Thì mà ở Bình Dương thì cũng biết rồi, thành phố Bình Dương bây giờ thiếu thiếu chi người, người À, thế ta vậy phải là hồi đấy là hai anh chị đã sống với thử với nhau rồi. chưa, nhà ai nấy ở, phòng ai nấy ở. À, 5 7 nghĩa là anh đi làm công trình ở các tỉnh khác, còn cô ấy ở Bình Dương. Lâu lâu. Thế là cô ấy bỏ đi luôn hả? Cô ta tự động chia tay mình mà mình không hiểu lý do. Không, à, tội chủ. Chia tay không lý do. Mình còn có thể nghĩ ra mà. Rồi, à, rồi, sao mà các làm thế thôi. Rồi, thế còn cái mối tình mà gần đây nhất là mối tình thứ hai đấy, là chia tay vì lý do gì? Bao nhiêu lâu? Cách đây 3 năm trước cô ta nợ nhiều quá, Quen một cô ở đâu? ở Bà Rịa Vũng Tàu luôn. Cô làm công việc gì ạ? Cô ta là con út trong nhà nên không có đi làm gì hết. Thế xong rồi cũng quen nhau được bao nhiêu lâu anh? Tầm 1 năm. Rồi, chia tay vì cô ấy lợ nhiều, ăn chơi quá. Nợ tiền nóng không ai chịu cho nổi. Thế mấy cái cuộc chơi đấy cô có rủ anh đi không? Không không, Cô chơi với ai? ai ai biết, tại vì chị ta ở thành phố, còn anh thì anh ở Bà Rịa. Thành phố Vũng Tàu của Bà Rịa nó khác nhau. Một lần đi đi thăm bà, đi xuống bà chơi là mất hết 60 cây mà. Rồi, rồi ok thì bây giờ là anh quên hết quá khứ rồi đúng không? Sẵn sàng đón nhận người mới rồi đúng không? Đúng rồi, À, ok. Bây giờ anh muốn chương trình tìm cho mình mẫu người như thế nào nào? Ngoại hình trước đi hả? tại vì mình không được cao nên bạn gái thì lùn cũng được mà cao thì càng tốt, kiểu là khoảng chừng 1,5 m đến 1,55 m. Anh chiều cao của anh bao nhiêu? 60. Rồi, 1m60 rồi. Mặt mũi sao? Anh thích minh tinh, diễn viên hay ca sĩ nào không? Để tương tương để cho chương trình đi tìm giúp. Mình già rồi, mình làm gì có chuyện mà lựa chọn ở đây. Mình chỉ cần người nào đó thương mình, nhưng mà đừng đừng có mập, mập thì thấy ghê quá. À, không mập rồi. Còn yêu cầu gì về ngoại hình nữa không nào? Thì nói chung là cứ không mập là được rồi Rồi. Công việc nghề nghiệp gì phù hợp với anh? hả? Công việc nghề nghiệp Của ai? của bạn đó. Thì là công nhân cùng nhau phấn đấu đi lên thôi. Đối diện rồi. Anh bây giờ anh ở Bà Rịa Vũng Tàu là anh có nhà có cửa gì chưa? Hiện tại anh đang thuê phòng anh ở. Nếu như mà người ta thuê anh thì trong vòng anh hứa trong vòng khoảng 2 năm anh có thể mua mua đất xây nhà cho cô ở. Rồi, thế bây giờ vị trí vùng miền ấy anh đã tôi cũng từng phải chia tay vì xa rồi ấy, thì bây giờ anh mong muốn là bạn gái ở đâu? Ở Bà Rịa càng tốt. Bà Rịa càng tốt. Đấy là mong muốn nha. Còn nếu mà gần 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 nói chung càng gần càng tốt ha. Dạ đúng rồi.
Thế vị thế quê quán vùng miền có không thích vùng nào không? Càng ở đây càng tốt nữa. Rồi, người miền Nam. Miền miền Nam Miền Tây được không? à. Nói Bây chung giờ thì cái gì mà người ta nói vạn sự tùy tùy duyên thôi chứ giờ à, sao. rồi ok. Rồi. Anh không thích cái điều gì ở phụ nữ? Nói chung là không thích điều gì phụ nữ hả? Dạ. À, khoa, nói chung là mấy cái tệ nạn xã hội mà biết là chắc chết. À. Nói chung là cứ kiểu mà đừng có cào nhau quá. Rồi, không còn nhờ rồi. Nói chung là hai người người hay cười là vui rồi. Hay cười là vui. Rồi, ok, em cảm ơn anh Hiền nhá. Thì hôm nay là cái buổi đầu tiên để làm quen đã. Xong nếu mà anh được chọn vào vòng ghi hình ấy thì sẽ có biên tập làm việc trực tiếp với anh ha. Dạ, cảm ơn. Rồi, xong rồi mời anh lên thành phố Hồ Chí Minh để ghi hình nhá. Dạ.